Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. 13 giờ ngày 25 tháng 5 tại nhà thi đấu quân khu 7, vòng chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Cuộc chiến giữa 3 đội tuyển liên quân mạnh nhất Việt Nam. Để tìm ra chủ nhân thanh gươm danh vọng và chiếc vé thứ 2 tham dự chung kết thế giới AWC 2019 cùng Team Flash. Hàng nghìn phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham dự. 100% khán giả mua vé sẽ nhận được gift code trang phục vĩnh viễn. Đặc biệt, 500 vé mua sớm nhất sẽ có thêm 3 trang phục hiếm để lựa chọn. Ngoài ra, 900 khán giả tới sớm sẽ nhận được 900 áo đấu trường danh vọng phiên bản giới hạn. Và cơ hội trúng 2 giải đặc biệt có tổng trị giá 40 triệu đồng. Hãy nhanh tay sở hữu tấm vé xem vòng chung kết quốc gia đấu trường danh vọng mùa xuân 2019. Chính thức mở bán từ 9 giờ ngày 18 tháng 5. Chi tiết xem tại liênquân.garena.vn và fanpage Cao Thủ Liên Quân. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.